Xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, có rất nhiều lý do khiến cho một cô gái trên 30 tuổi hay 40 tuổi vẫn độc thân, chưa tìm được tình yêu của đời mình. Và chúng ta đều biết rằng tình yêu không liên quan gì đến tuổi tác, cũng không bị giới hạn bởi khoảng cách. Người phụ nữ dù đạt đến giai đoạn nào thì khát vọng tình yêu vẫn luôn như vậy. Họ vẫn rung động bình thường khi gặp người đàn ông khiến trái tim họ bị cám dỗ. Nhưng có một hạn chế là phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên thường có xu hướng dè dặt trước sự lựa chọn tình yêu và không chịu đựng được sự phán xét của đàn ông. Vậy thì người đàn ông nào có thể lấy được tình yêu những người phụ nữ này? Trong video ngày hôm nay, Khánh Ngọc sẽ chia sẻ về những người đàn ông mà phụ nữ độc thân tuổi trung niên khao khát nhất, quý vị nhé. Kiểu đàn ông đầu tiên mà phụ nữ trung niên độc thân khao khát là những người ngoài lạnh trong ấm. Phụ nữ sau khi bước tới tuổi trung niên sẽ trở nên cẩn thận và nhạy cảm hơn rất nhiều so với tuổi trẻ. Vì vậy, khi lựa chọn đàn ông, họ sẽ không còn coi trọng những thứ bề ngoài khoa trương nữa, mà có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến những điều thiết thực, cảm xúc thực. Chẳng hạn như sự chu đáo, dịu dàng và quan tâm của một người đàn ông. Một người đàn ông có tính cách ấm áp, nói một cách đơn giản, chính là kiểu đàn ông biết cách quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ. Đồng thời họ cũng thấu hiểu được những buồn vui của phụ nữ. Và phụ nữ họ biết rằng những người đàn ông bên ngoài có vẻ lạnh lùng, bên trong ấm áp là những người yêu rất chân thành. Còn ngược lại, những người bên ngoài tỏ ra ấm áp, chu đáo nhưng bên trong lại lạnh lùng thì yêu đương rất hời hợt và nhanh chán, phải không ạ? Kiểu đàn ông thứ hai mà phụ nữ độc thân tuổi trung niên khao khát là những người đàn ông có tính kiên nhẫn. Hầu hết trong số những phụ nữ trung niên đều đã trải qua một hoặc hai cuộc hôn nhân. Nếu không thì cũng khá nhiều cuộc tình và đã nếm trải không ít những trải nghiệm thất bại với hôn nhân. Không dễ dàng để họ tiếp tục một mối quan hệ có nguy cơ thất bại lần nữa. Vì cái giá mà họ cần phải trả cho sự sai lầm là khá cao. Đặc biệt, những người phụ nữ trung niên đã trải qua đổ vỡ hôn nhân mà nuôi con nhỏ, đó là một bài toán thật sự với đàn ông đến sau. Họ phải chịu áp lực con cái, thậm chí là cha mẹ già. Vì vậy, họ khao khát người đàn ông đến sau là những người có tính kiên nhẫn cao. Kiên nhẫn với những đứa con của cô ấy, kiên nhẫn với tính cách khó chiều vì tuổi tác của cô ấy. Tóm lại là những người đàn ông biết chịu đựng và kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi, kiên trì theo đuổi. Bởi như mình đã nói, phụ nữ trung niên độc thân có rất nhiều lý do. Có thể là duyên chưa tới, có thể là đã thất bại trong hôn nhân, nhưng họ có một cái điểm chung, đó là e dè trước các mối quan hệ. Họ phải cân nhắc, đong đếm rất nhiều. Nếu một người đàn ông không thể kiên nhẫn, kiên trì với cô ấy, thì sẽ không nên chuyện. Và đàn bà độc thân càng thấy một người đàn ông kiên trì theo đuổi và chu đáo với mình, thì họ càng bị thuyết phục và thậm chí là nghiện những người đàn ông như thế. Điều này đồng nghĩa với việc nếu đàn ông hấp tấp, vội vàng, tán tỉnh phụ nữ trung niên độc thân mà muốn đánh nhanh thắng nhanh, thì phần lớn đều thất bại, các bạn ạ. Thứ ba là một người đàn ông có khả năng nổi bật. Đây là kiểu đàn ông rất thu hút và hấp dẫn với phụ nữ độc thân bất kỳ ở tuổi nào, chứ không riêng gì phụ nữ tuổi trung niên. Khả năng nổi bật gồm những gì? Đó là tài năng, sự chăm chỉ, trách nhiệm
và có nền tảng kinh tế. Không một người phụ nữ nào không mong muốn có một người đàn ông mạnh về kinh tế cả. Chúng ta thường nói rằng phụ nữ thích những người đàn ông có chí tiến thủ, có mục tiêu, có kế hoạch rõ ràng cho tương lai và có sự nỗ lực chăm chỉ dù họ chưa có tiền. Tuy nhiên, chỉ phụ nữ trẻ tuổi mới thích người đàn ông như vậy. Còn phụ nữ tuổi trung niên độc thân, họ không thể chờ đợi vào tương lai của một người đàn ông. Vì đơn giản là tuổi tác của họ không cho phép họ hy vọng và chờ đợi vào một sự thay đổi trong tương lai xa vời. Họ hiểu rằng đó là sự chờ đợi và hy vọng viển vông. Do đó, một người đàn ông ngoài những tiêu chí chung ra thì họ phải có nền tảng tài chính đủ vững vàng. Phụ nữ trung niên tìm một người đàn ông ngoài chia sẻ tình cảm, đáp ứng ham mê thể xác thì đó còn là tìm chỗ dựa cho nửa cuộc đời còn lại của mình. Một người đàn ông chẳng có gì trong đầu, cũng chẳng có gì trong tay, mà chỉ có những lời hứa suông thì khó mà có được niềm tin của những phụ nữ này. Rõ ràng trong hoàn cảnh này, chẳng ai trách phụ nữ cả, vì vốn dĩ ai cũng có sự toan tính như vậy trong cuộc sống. Có câu, người không vì mình trời tru đất diệt, phải không quý vị? Người đàn ông cuối cùng mà phụ nữ độc thân tuổi 40 khao khát là những người trung thực và tin cậy. Đối với phụ nữ trung niên, điều họ khao khát chính là cảm giác an toàn. Họ sợ sự xô bồ của thời gian. Họ cũng biết rằng đàn ông tốt nhất trên đời đơn giản là những người trung thực và đáng tin cậy. Sẽ như thế nào nếu người phụ nữ tuổi trung niên gặp phải người đàn ông lừa dối hay là lợi dụng tình cảm của họ, phải không quý vị? Và đặc biệt một điều, phụ nữ độc thân, họ rất thích những người có tư duy, suy nghĩ trùng lặp với họ. Một đời người dài hay ngắn, sống với nhau nhiều hay ít, thì phụ nữ vẫn muốn có một người bạn đời đúng nghĩa. Khi cả hai có tư duy và suy nghĩ trùng lặp, thì rất ít khi xảy ra mâu thuẫn và dễ thấu hiểu với nhau hơn. Đây là lý do vì sao phụ nữ rất nhanh có cảm tình với một người đàn ông thấu hiểu tâm can của họ trong khi trò chuyện. Biết họ muốn gì, thích gì và quan trọng nhất là thực hiện những điều đó như thế nào. Chẳng hạn khi người phụ nữ muốn làm một điều gì đó mà người đàn ông không đồng tình hoặc có cách làm khác với suy nghĩ của phụ nữ thì họ không thích. Đơn giản là cái tôi của phụ nữ độc thân tuổi trung niên nó rất cao. Nó cần một đối tượng có khả năng trung hòa cái tôi đó. Nếu không thì rất khó để mà hòa hợp, quý vị ạ. Quý vị và các bạn thân mến, dù chúng ta già hay chúng ta trẻ thì tình yêu không bao giờ thay đổi. Tên gọi không thay đổi và cảm xúc bên trong của nó cũng không hề thay đổi một chút nào cả. Thậm chí ở tuổi trung niên, khi chúng ta suy nghĩ về tình yêu, nó cũng chín hơn rất nhiều. Những ham muốn thể xác nó cũng không quá nhiều so với khi còn trẻ, nên nó ít khi lấn át được tình yêu. Nếu quý vị ở đây đang để ý tới một phụ nữ trung niên độc thân, dù họ có từng đổ vỡ hay chưa từng kết hôn, thì họ đều có tiêu chuẩn chung về một người đàn ông mà họ muốn gắn bó. Trong đó có những tiêu chuẩn cơ bản nhất, hấp dẫn nhất đối với họ như Khánh Ngọc vừa mới chia sẻ, quý vị nhé. Chủ đề ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.